Trấn Thành được công bố là MC của show truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi. Ngay lập tức cộng đồng mạng đã nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi, người ủng hộ người trao mày ngao ngắn. Chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi sẽ lên sóng vào tháng 6, game show âm nhạc dành cho các nam nghệ sĩ. Họ sẽ trải qua các vòng thi và tiến đến mục tiêu cuối cùng là hình thành một đội hình ca sĩ, tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ. Và đặc biệt chương trình này dành cho các nghệ sĩ tuổi dưới 30. Vừa qua MC Cầm Trịch cũng đã được ban tổ chức công bố, không ai khác chính là nghệ sĩ Trấn Thành. Đây là kết quả không quá bất ngờ với khán giả, bởi lẽ nhà sản xuất của Anh Trai Say Hi cũng chính là nhà sản xuất của rap Việt, Cấp Mùa, thế nên việc tin tưởng và giao trọng trách dẫn dắt cho Trấn Thành là điều dễ hiểu. Vừa công bố vai trò MC, Trấn Thành cũng đã hé lộ những thông tin khác về dàn anh trai hát hay, nhảy giỏi, có khả năng sáng tác, cảm âm tốt và vị giám đốc âm nhạc của chương trình. Những cái tên cho đến nay mà khán giả dự đoán lẫn mong chờ có thể kể đến như Saturday, Matthew. Anh nói, các anh trai đều trẻ, tôi cũng vậy, năm nay tôi chỉ khoảng 18-19 tuổi thôi. Cái gì trẻ mà không mang đến sức sống phải không ạ? Tất cả các anh trai trong chương trình đều đẹp, tôi cũng vậy. Tôi thấy tôi cũng còn đẹp mà, mọi người đều có tài, tôi cũng có một chút. Tôi nghĩ là hấp dẫn chứ. Đây sẽ là show mà các chị em phụ nữ sẽ gào thét lên. Chia sẻ về sự xuất hiện lần này, nam MC Quốc Dân cho biết thêm, điều khác biệt đầu tiên của Anh Trai Say Hi là chương trình với toàn nghệ sĩ nam. Được tinh tuyển tìm kiếm từ khắp mọi nơi, các gương mặt tham gia đã trải qua quá trình tập luyện, sinh hoạt cùng nhau, từ đó nâng cấp bản thân để gắn kết thành một nhóm nhạc hoàn hảo. Dù việc Trấn Thành làm MC không mới, nhưng thông báo của ban tổ chức nhận được nhiều ý kiến của khán giả. Mới chỉ mấy chục phút đăng tải trên fanpage của chương trình, có đến gần 100 bình luận. Bên dưới bài đăng công bố, nhiều netizen để lại các bình luận trái chiều. Một số ý kiến nhận định Trấn Thành là gương mặt không quá mới mẻ, chương trình cần có làn sóng mới để thu hút khán giả hơn. Ngoài ra, nhiều netizen bày tỏ sự lo ngại khi đào lại một vài lần Trấn Thành đặt để nhiều cảm xúc và có phần lấn lướt các giám khảo chuyên môn. Có khán giả khuyên đừng hát dùm thí sinh nha trời, người thì cho rằng Trấn Thành tuy bị ghét nhiều nhưng hút view dữ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng vị trí MC của Trấn Thành là không thể phù hợp hơn. Cách dẫn thông minh, hài hước, khéo léo và nhạy tình huống giúp nam MC chiếm được cảm tình lớn của nhiều người xem. Khả năng cầm trịch của Trấn Thành là không thể bàn cãi và nam MC là cái tên an toàn để mở bát. Mùa đầu tiên Anh Trai Say Hi là chương trình mà Trấn Thành cầm trịch gần đây đều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Rap Việt, người ấy là ai, siêu trí tuệ Việt Nam. Là MC chương trình, Trấn Thành sẽ giữ vai trò kết nối để khán giả hiểu hơn về câu chuyện, niềm đam mê và hoài bão của các anh trai. Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong cảm xúc người thưởng thức, cũng như cập nhật xu hướng âm nhạc thế giới. Các anh trai tham gia chương trình sẽ trải qua quá trình luyện tập khắt khe và chuyên nghiệp để nâng cấp bản thân, mang đến những bản hit phù hợp với xu hướng giải trí của giới trẻ. Theo nhà sản xuất, các tiết mục trên sân khấu Anh Trai Say Hi sẽ được dàn dựng công phu và hoành tráng.